Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, những người ở tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hưng Yên, chứng kiến thời khắc thiêng liêng, thời khắc giao hòa của đất trời tiễn biệt năm Tân Sửu 2021, chào đón năm mới nhâm dần 2022. Trước thềm xuân mới với những ước vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước vào sự phát triển đi lên của tỉnh Hưng Yên. Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên trân trọng giới thiệu lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa toàn thể nhân dân, đồng chí, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, Thời khắc giao thừa, Thiêng Liêng đã đến với mọi miền Tổ quốc với cảm xúc tràn đầy nhân dịp năm mới, nhâm dần 2022, tôi xin thay mặt lãnh đạo tỉnh thân ái gửi tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước những người con Hương yên ở xa quê, bạn bè nước ngoài, tỉnh ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hương yên cùng toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh năm Tân sửu 2021 là năm gian khó thử sức bền và năng lực tự cường của đất nước và dân tộc. Đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường đảo lộn mọi mặt sinh hoạt bình thường của đời sống xã hội và để lại hậu quả rất lớn. Nhưng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, một lần nữa chúng ta chứng kiến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước của con người Việt Nam lại được tỏa sáng, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 năm qua, toàn Đảng bộ hệ thống chính trị toàn quân, toàn dân tỉnh ta đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu phát triển nổi bật. Tỉnh Hưng Yên vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân, vừa thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, đạt kết quả tích cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế, uy tín của tỉnh Hưng Yên được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là việc tổ chức rất thành công sự kiện kỷ niệm mươi năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất là dịp để củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ đảng viên đối với Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh, khẳng định phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hiến cách mạng anh hùng, những giá trị tốt đẹp của văn hóa và con người Hưng Yên, khơi dậy niềm tự hào tình yêu quê hương đất nước và khát vọng phát triển Hưng Yên phồn vinh, hạnh phúc, đưa tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Đó là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn và là một động lực phát triển quan trọng, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay phải sống lao động và học tập với quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm lớn hơn để tiếp tục không ngừng bồi đắp truyền thống lịch sử vẻ vang anh hùng của tỉnh ta. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu của tỉnh ta đạt được trong năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn nhân dân, đồng chí, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong tỉnh về những nỗ lực và đóng góp to lớn vào thắng lợi và thành công trong năm qua. Cầu chúc xuân về, Tết đến mang nhiều điều tốt đẹp và an lành đến nhân loại, dân tộc và nhân dân tỉnh ta năm mới 2022 với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và triển vọng tương lai tươi sáng của đất nước và của tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên Người dân Hưng Yên hãy phát huy truyền thống của quê hương văn hiến, cách mạng và anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trên con đường đổi mới và phát triển hương Yên trở thành tỉnh công nghiệp giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đồng hành cùng vận mệnh quốc gia dân tộc vì một Việt Nam hùng cường. Thành công của năm 2021 cũng mở đường cho một thời kỳ đổi mới và phát triển Hưng Yên ở tầm mức cao hơn năm mới nhâm dần 2022 có ý nghĩa quan trọng năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021 2025 năm 2022 Đảng bộ chính quyền và nhân dân Hưng Yên tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển mới và quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước chuyển biến tích cực về cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông công nghiệp đô thị và nông thôn tập trung thu hút các nhà đầu tư dự án lớn của tư nhân và nước ngoài tạo đột phá về năng lực trình độ phát triển đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu quan tâm hơn đến cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tăng cường hội nhập quốc tế và quan hệ đối ngoại kiên quyết kiên trì xây dựng chỉnh đốn đảng bộ hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đổi mới lề lối phong cách lãnh đạo điều hành xây dựng chính quyền hành động phục vụ liêm chính hiệu lực hiệu quả đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh năng lực phẩm chất uy tín ngang tầm nhiệm vụ một lần nữa thay mặt lãnh đạo tỉnh kính chúc toàn thể nhân dân, đồng chí, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công. Năm mới, thời cơ mới, động lực mới, tâm thế mới và quyết tâm lớn, chúng ta nhất định sẽ thành công. Chào thất ái và quyết thắng.